Mình sử dụng cái chai treo loan nha. Đây, đây là cái chai treo loan nha mấy anh chị. Rồi sơn một lớp thật mỏng nè. Mấy anh chị thấy không, sơn mỏng cho chứ mình không có sơn dày nha. Tại cái phần này á, khi mà đi cái này á, là mấy anh chị đi tới mấy lớp lận. Nhưng mà hai bên thì mình đừng có ra tới hai bên hông, chừa lại hai cọng tóc nha. Đi giống vậy nè, chừa lại hai cọng tóc nha. Không có cần ra tới sát hai bên đâu. Đó. Sau đó là mình sẽ dùng cái cây cọ oval ha. Đầu tiên thì mấy anh chị đi cái màu trắng nè. Đó, mình sơn hai ngón luôn đi. Làm lần hai ngón cho nó nhanh ha. Mấy anh chị giúp xin share nha. Thank you cả nhà rất nhiều luôn. Đó, để mình zoom gần cho mấy anh chị dễ thấy. Christine để cái dĩa này đây ha, để cho anh chị là mình thấy luôn. Đó, mình thấy luôn ha, Christine lấy màu gì nha. Rồi sơn cho nó thật mỏng nè. Sơn mỏng thôi nha mấy anh chị, đừng có đi dày nha mấy anh chị. Không đi dày nha, đi dày lát nó chạy ra hai bên á, nó nhiều nó làm mất sức mình nữa. Không có đi dày nha mấy anh chị. Rồi, sau đó đầu tiên của mình thì mấy anh chị muốn cho nó nổi thì mình phải đi màu trắng nha. Đây màu trắng, giúp chị share vô áo đen. Rồi, đi màu trắng nè mấy anh chị, đi theo cái đường mà mình thích nha mấy anh chị ha. Đi mỏng hay đi mỏng thôi. Đó, mình không có cần đi dày đâu anh chị. Rồi sau đó là mình cho mình muốn ở đâu, mình muốn ở đâu mà nó có màu á thì mấy anh chị cho cái màu trắng của mình vô. Đó, màu trắng của mình vô nó sẽ làm cho cái design của mình nó đẹp hơn nha mấy anh chị. Rồi, tiếp tục cho cái bên này. Vậy mấy anh chị đi cái đường nhỏ rồi. Đó, mấy anh chị thấy cái ngón này không, Christine đi đường hơi bự nè. Nó che mất cái chỗ trống, chỗ trống của mình luôn. Nên là cái phần này mấy anh chị để ý chút xíu ha. Đó, xong hết mình chùi nè. Đó, lỡ mà mình đi vậy đó mấy anh chị chùi nha. Đó, lỡ thấy vậy rồi mấy anh chị chùi đi. Đừng có lấy cái ngón này vậy. Như vậy lát nữa làm lên là mình không có thấy cái trong nó bị che hết đi. Đó, mình sơn lại nè. Mình sơn lại ngón này nha. Đó mấy anh chị thấy không, hồi nãy nếu mà mình đi dài á, lỡ tay chút xíu á, không có thấy được cái trong của mình. Nên là mấy anh chị đi cho nó mỏng thôi. Đây, mấy anh chị thấy cái độ loan không? Nó loan rất là vừa phải, cái treo loan này rất là vừa phải nha mấy anh chị. Mình loan tới cái mức thôi là nó không có loan nữa. Nên là mấy anh chị mình yên tâm nha. Nhưng mà với điều kiện mấy anh chị khi mà mình quét cái treo loan thì mấy anh chị đi cho nó mỏng thôi. Mình không có đi dài nha mấy anh chị. Chỉ cần có cái màu thôi. Đó, sau đó cái ngón này mình cũng vậy, tùy theo là mấy anh chị muốn đi hình gì. Thì mình đi hình đó nha. Thì mình muốn chừa chỗ nào thì mình chừa chỗ đó nè. Đó, đi cho nó mỏng thôi mấy anh chị ha. Đầu tiên thì mình đi cái màu trắng, tại cái màu trắng nó sẽ làm nền cho mình á. Để mấy anh chị vẽ mấy cái kia nó mới đẹp. Đó, nên ở đây là tùy theo anh chị là mình đi như thế nào nha. Đó, mình chừa lại. Mình bây giờ là mình có cái nền, mấy chị thấy cái màu trắng của mình đi không? Có nền rồi. Sau đó trước khi để cho máy thì mấy anh chị vuốt xếp dùng Christine ha. Đó, vuốt xếp nha. Luôn luôn là mình giữ xếp nè. Đó, luôn luôn là mình giữ xếp nè. Rồi, ngón này cũng vậy. Giữ xếp nè. Nó loang tới một mức nào đó là nó không loang nữa. Mấy anh chị yên tâm ha. Chai loang xài rất là good luôn. Sau đó là mình sẽ bắt đầu là để vô máy. Inside. Dạ, mình để vào máy nha. Mình hơ. Mình hơ cho nó là khoảng 30 giây nha mấy anh chị. Hơ 30 giây đã. Rồi xong nè. Lát nữa là mình sẽ có cái này từ từ nha. Tại Christine làm từ từ cho mấy anh chị, chia sẻ cho mấy anh chị dễ làm. Mấy anh chị về cứ làm, mình muốn màu gì mình làm màu đó, rất là dễ luôn ha. Hai mảnh vỏ, hai em, hai Trần Hải, hai Phụng Lâm. Đây, đây là cái tray nail làm bằng treo loan nha mấy anh chị ha. Rất là đơn giản và rất là dễ làm cho anh chị luôn. Đó, mấy anh chị thấy ánh cái đó không? Lát Christine sẽ chia sẻ cách anh chị dán cái này lên nha. Dán mấy cái foil này lên nè, rất là dễ luôn. Ok, tiếp đi vô hết. Nè, xong rồi. Bây giờ bắt đầu là mình đi màu nha. Đi màu nha. Rồi mấy anh chị cho Christine thêm một lớp treo loan nữa. Treo loan lên nha. Đó. Chứ mình không có phải là để xong loa cái này lên xong mấy anh chị không có để treo loan lên là cái màu của nó không có ra. Để treo loan lên nữa nè. Đó. Ok. Nó không có được khô lắm.
Nhưng mà để Christine xin làm một ngón cho anh chị xem ha. Đầu tiên khi mà để xong cho loan nè, mấy anh chị cho cái màu xanh lên, cái màu xanh lợt nè, mấy anh chị thấy không, xanh lá lợt nha. 2 Nam Việt Nguyễn. Rồi bên này, bây giờ mấy anh chị thoải mái là mình đi cái màu xanh lên nè, nó sẽ loang, nó cũng y chang vậy, nó loang giống cái màu trắng vậy đó. Mấy anh chị đi đâu thì nó sẽ loang theo cái vết mà mình đi giống vậy nè. Đó, đi xong này từ từ mình chờ cho nó hơi loang chút xíu ha, sau đó thì mình mới bắt đầu là mình để vô máy, tại vì nó loang tới một mức nào đó thôi, nó hết loang rồi, xong hết, bắt đầu là mình sẽ để vô máy nha mấy anh chị. Mình để vô máy nè. Đó, luôn luôn là mình vuốt xếp và chừa ra hai cọng tóc nha. Đó, để lát á mình khô vào bột nữa mấy anh chị ha. Rồi, cái này để vô máy trước đi. Chưa có khô á, mình phải đợi cho cái màu trắng của mình nó khô đó nha. Mấy anh chị ơi, giúp cô xin share nha. Thank you cả nhà rất nhiều luôn. Cái design này rất là dễ làm ha. Rất là dễ làm luôn, mấy anh chị mà làm không bột, không được bột á thì mình làm bằng treo. Thì bữa giờ cô xin xem á thì cũng tìm hiểu là nếu mà mình đi cái bước khó quá thì mấy anh chị rất là khó đúng không? Đó, nên là mình kiếm là cái cách rất là đơn giản và nhanh cho mấy anh chị ha. Cái cách này là cô xin suy nghĩ rất là lâu để mà mình làm ra cái chain nail này. Tuy là nó nói là không phải là perfect 100%, nhưng mà nó cũng chia sẻ được giống như anh chị nào mà mình muốn làm chain nail á thì mình cũng dễ dàng hơn nha mấy anh chị. Đó, xong hết ngón này cũng y chang vậy luôn, tại hồi nãy là nó chưa có khô á, nên là cô xin muốn cho nó khô chút xíu nữa ha. Rồi ngón này tiếp tục mấy anh chị cho một lớp cho loang lên. Cái này thô thồ là mình đi hết mấy lớp cho loang luôn á anh chị. Exactly được nha mấy anh chị. Đó, nên cách nào mà đòi exactly á, khỏi làm exactly. Nó chỉ là similar thôi nên anh chị đừng lo. Đó, mình làm mỗi ngón như vậy là mình không có làm exactly được đâu anh chị ha. Rồi, cứ xong hết cái này đi, lát mình cover bột cho lồ powder lên. Ở đây mỗi cái màu nó đều rất là quan trọng nha anh chị ha. Đó, rất là quan trọng nha. Đó, mình có hai lớp rồi. Vuốt xếp trước khi là mình để vô máy. Ok, đèn sáng. Ở đây khi mà đắp bột màu thì tôi xin sử dụng thêm một cái màu số 52 nữa. Cái màu 52 là cái ngón này. Cái màu 52 là cái ngón này nha. Đó, màu rất là hài hòa luôn ha anh chị. Để mà mình đính diamond hay là nó đi chung một cái bộ vậy đó, nó sẽ rất là dễ thương. Ngón cái của mình thì mình cũng sử dụng là màu số 52 luôn. Còn cái màu kia thì mình sử dụng là màu số 43. Đây là cái 43 nè. Màu rất đẹp nha mấy anh chị. Màu số 43 màu rất đẹp. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục là mình đi cái màu green. Mấy anh chị thấy là bây giờ mình có cái màu green nè. Mình đi cái màu green lợt trước, sau đó mình tới đậm nha. Đó, lát nữa thì nó sẽ ra y chang cái design giống vậy. À, tí bùa chị lấy một ngón bao nhiêu hả? Bộ này chị lấy 200. Bộ này chị lấy 200 thôi. Chị tính theo bộ. Còn nếu mà một ngón mà chơi nail vậy thường á thì tùy theo anh chị ha. Mình lấy 15 đồng. Mình làm 15 đồng hay là bao nhiêu đồng như đó, hai ngón. Nên á, cái phần này mấy anh chị đừng lo là nó không có đều cái mặt móng nha. Lát nữa là mình sẽ cover treo lồ powder của mình lên. Rồi sơn tiếp tục cái trao loan lên nha. Sơn tiếp tục lên hai ngón luôn. Sau đó thì mình sẽ đi cái màu green lợt. Đây, màu green lợt. Ở đây mình muốn ở đây nhiều nè. Cái màu green lợt nè. Mình còn một cái màu nữa nha. Nên là mấy anh chị cứ đi cái màu green lợt trước nè. Thank you.
nhẹ nhẹ cho cái màu nó lên. Vuốt nhẹ nhẹ nè, cho có hơi hơi màu xanh nè, đúng không? Đó, cho hơi hơi nhẹ nhẹ. Tại nó đang có cái treo loang á thì nó sẽ loang vô trong nè. Rồi, xong. Đút xếp trước khi em để vô máy nha. Xong hết, bây giờ là mình tới cái màu mà cuối cùng của mình là màu green đậm. Mình chờ hơi khô chút xíu nha. Nên anh chị chỉ cần là lấy cái treo loang này làm thôi. Thì trong từ đầu đến cuối là cũng xin sử dụng cái màu treo loang. Màu treo loang ha. Đây là cái treo loang nha mấy anh chị. It's good. Thân this one, not thân this one. Đó, mình hơ khoảng là 30 đến 40 giây nha mấy anh chị. Ok, next one. Là xong nè, bắt đầu đi thêm một lớp nữa. Đi thêm một lớp nữa nha. Cái lớp này là ok rồi mấy anh chị. Cái lớp này mình đi xong là ok rồi. Đó, thôi kìa. 4 lớp treo loang nha mấy anh chị ha. Đi quét lớp thật mỏng thôi, chứ mình không có đi dài. Sau đó tiếp tục mình cho cái màu xanh đậm vô. Đó, chỗ nào trắng trắng mình phiêu nó vô nè mấy anh chị. Khi mà nó lan đúng cái độ nè, vuốt hai bên cho nó không bị mất xếp nha mấy anh chị. Cho nó không bị mất xếp giống vậy nè. Đó, sau đó mình để vô máy nha mấy anh chị ha. Để vô máy nè. Ok, inside. Đó, thế là nó ra rồi đó. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ dùng cái cây Lightwork. Ở đây mình dùng cái cây Lightwork là dạng dài ha. Đó, là mình dùng một ít màu đen nè mấy anh chị thấy không? Cái màu đen trong cái chai này nha. LV Black nha mấy anh chị. Sau đó là mình sẽ pha chung với một xíu màu xanh. Màu xanh mà màu xanh đậm nha. Màu Jade Green. Đó, mình pha một chút xíu màu đen vô. Một chút thôi nha mấy anh chị. Một ít nè. Lấy một ít màu đen pha vô đây. Chứ không phải là mình dùng hoàn toàn màu đen hết. Dùng pha màu đen lên cho nó đậm hơn chút xíu. Sau đó bắt đầu là mình sẽ vẽ nó lên. Rồi ha, khi mà xong nè, mấy anh chị vẽ những cái đường nét lên. Đó, mình hơi khô đã, sau đó mình bây giờ là mình sẽ tạo cái kim tuyến giống vậy nè mấy anh chị thấy không? Thấy có go giống vậy không? Go nha. Cái này là gold ha. Thì Christine sẽ lấy một cái miếng foil màu gold. Mấy anh chị thấy là gold không?
Sau đó mấy anh chị thay vì mình để nguyên miếng nè, để nguyên miếng nha, thì mình sẽ là phải cắt nó. Bây giờ mấy anh chị nè, cắt nè, anh chị bóp cho nó thật nát luôn, bóp cho nó thật nát giống vậy nè, mấy anh chị thấy không, bóp cho nó thật nát luôn ha. Đây, bóp cho nó thật nát luôn, và mình dùng một ít thôi. Mấy anh chị lấy cái tay của mình nè, mình bóp giống vậy, là cô xin chỉ cần một ít thôi, ở trong đó nó dính thôi là được, chứ mình không có cần là hết cái miếng này để cho nó bự, nó dính nhiều. Đó, mình chỉ cần nhẹ nhẹ thôi. Nên mấy anh chị là lấy cái tay của mình á, cho nó thật mỏng vậy nè. Sau đó thì mấy anh chị sẽ lấy nè, cái khi mà cái phôi xuống thì tất nhiên nó phải dính đúng không? Đó, tại cái phôi này mình không phải là dùng phôi treo, nó giống như cái bay vậy đó. Đó, mấy anh chị muốn chỗ này nè, thấy chưa? Đó là nó dính, nên cái tay của mình á, để xuống cũng rất là quan trọng nha. Anh chị thích chỗ nào có cái đó thì mình cho chỗ đó có nè. Đó, nó giống vậy ha mấy anh chị. Nên á, ở phần này mấy anh chị càng ít càng tốt. Cái phôi của mình á, nó càng mỏng càng tốt nha mấy anh chị. Đó, càng nát càng tốt, chứ mình không có muốn nó có nhiều. Thì cái phôi này thì mấy anh chị làm xong á, tại hồi nãy là cái treo loang của mình á, khi mà nó khô chưa có khô hết, nó còn rít rít đúng không? Thì mấy anh chị dán cái này lên được nha mấy anh chị ha. Ở đây thì mình không có phải là đi cái kia, nên là mình cách dán này á, mấy anh chị là sẽ đi được giống vậy nè, rất là dễ đi luôn. Cho thêm chút lên là nhanh ha. Đây, rất là dễ luôn. Xong rồi, thì bây giờ là mình đã đi xong cái phần này rồi đúng không? Rồi tiếp tục ha, thì mấy anh chị là mình sẽ đi cover nó. Thì bây giờ là mấy anh chị thấy ở trên cái nền của mình á, thì nó còn rít đúng không? Để mà trước khi là mình cover, mấy anh chị sử dụng là cái chai clam top coat nha. Đây là cái top coat mà không có cần chùi nè, không cần chùi nha. Sau đó là mình sẽ vuốt một lớp thật mỏng lên cái chỗ mà phôi trước khi là mình cover cái chai lồ powder nha mấy anh chị, chứ mình chưa có cover liền nha. Đó, lên mỏng để cover cái phôi của mình. Vì nếu mà mình không cover đó thì lát nữa là khi mà mình đi liquid đó, nó cái phôi của mình nó sẽ bị trôi mất. Đó, nó sẽ bị trôi mất nha mấy anh chị. Khi mà mình quét cũng vậy, quét một lớp thật mỏng thôi lên những cái phôi của mình thôi ha anh chị ha. Sau đó mình dùng mạnh tay mình vuốt xếp cho nó đừng mất xếp, dào chút xíu cũng được, không sao hết nha. Rồi, sau đó là mình sẽ hơ khô trước khi là mình cover. Thì bây giờ cái design của mình nó xong rồi. Để cho cái design của mình nó đẹp. Đó, để cho cái design của mình nó đẹp nha anh chị ha. Thì mình sẽ sử dụng là crystal clear hoặc gel low powder. Mình sẽ sử dụng crystal clear hoặc gel low powder nha. Nên anh chị làm cái này nha. Đây là cái cây oval brush rất là nhỏ gọn cho mình, làm anh chị xài rất là phù hợp luôn cho cái design của mình. Rồi xong ha. Để Christine sau đó là mình sẽ cover. Đây là cục xin sử dụng gel low powder để mình cover cái design ha. Và cục xin sẽ qua xong cái phần đắp bột. Ok. Xong ha. Khi mà mình sơn thấp, mình hơi khô rồi mấy anh chị nè, thấy không, nó khô rồi. Thì sau đó là mình mới bắt đầu là mình dùng cái gel low powder của mình cover nó nha. Đó, nếu mà móng cao, móng dày thì mấy anh chị không đi được hai cục, một cục thì mình có thể là chia làm hai cục để đi nè. Đó, 70% y chang vậy luôn ha. Ôm hai bên vô, ôm hai bên vô. Bột rất dẻo nha, gel low powder nè. Để làm cái chai này là quá tuyệt vời luôn anh chị. Xong rồi bắt đầu là mình sẽ vuốt cho nó mỏng xuống. Ở đây mình đi hai cục để cover cái móng này nha. Nên hồi nãy là khi mà ở phần dưới là của Cindy rất là mỏng luôn, giống như mình tạo một lớp bánh chén đi qua thôi. Đó, giống như quét một lớp mỏng bánh chén đi qua thôi. Xong á mình, tại vì á, khi mà mình làm design đó, mình cần tới 5 lần để mà mình đi treo loang đúng không? Thì cái độ dày cho cái treo loang của mình nó cũng hơi khá nhiều. Nên là hả, khi mà anh chị quét cái phần treo loang mình đặc biệt nữa là mình đi cho nó thật mỏng nha.
đó, và luôn luôn giữ xếp hai bên nè. Xong rồi mình sẽ đi cục thứ hai. Cục thứ hai thì mình đi khoảng là 30%. Đẩy bột lên phần cuticle. Ôm bột của mình vào chính giữa nè. Đó, ôm bột vào chính giữa nha. Nhấc nhẹ xuống. Xong ha, tiếp tục mình khâu vào ngón này nha. Đó, mình chị thấy không, rất là xinh ha. Xong cái là mình có một cái chai nail làm bằng keo loa đó, sau đó mình khâu vào bằng bột rất là dễ. Anh chị làm màu gì cũng được hết á. Nếu mà anh chị muốn giống như cái gì á thì mình có thể là thêm nhiều trắng cái vây á, thì mấy anh chị sẽ có cái nhiều nền hơn, nhiều màu hơn. Còn này là mình cho nó trong trong ha. Mỗi cái, mỗi kiểu là một cái cách làm khác nhau. Đó, thì cái cách này rất là đơn giản cho anh chị làm. Cái thời tiết hôm nay nóng quá, không có pha được. Nhúc nhẹ xuống nha. Bột rất dẻo luôn anh chị. Đó, đây là cái màu số 43 nằm trong set 144 màu nha. Treo cũng vậy luôn. Đó, rút ra tới đầu móng nè. Hai bên đánh qua đánh về, xó vuốt nhẹ phần dưới đó, vuốt mặt móng cho nó đều cái đầu móng luôn đó. Khi mà mình làm xong vậy mình chị không cần vuốt nhiều nha. Đó, mình chị thấy không, đó mặt móng nó mịn, thì lát nữa là mình làm xong mình không có cần vuốt nhiều. Hai chắc kỳ linh. Màu quá đẹp luôn anh chị. Rồi xong ha, mình qua một cái màu nữa. Đó, anh chị thấy không? Đó, đi xuống luôn đó anh chị, sơn thấp hốt lên là nó rất là đẹp. Đi màu số 40, đi màu số 52. Và bây giờ mình đi màu số 52 nha. Anh Tommy Nguyễn. Tay em làm bằng keo loang nha. Chúc anh chị thành công nha. Anh chị ơi, giúp mình xin share cái like này nha. Thank you cả nhà rất nhiều luôn. Để anh chị nào mà mình không có làm bột, không có làm bằng bột, bằng marble được á, anh chị có thể là làm bằng keo loang nha. Christine, ngoài bán supply thì mình cũng thường xuyên á, vừa bán vừa chia sẻ nha anh chị. Đó, vừa bán hàng mà vừa chia sẻ mấy cái design dễ dễ cho anh chị làm á. Anh chị thương giúp Christine share cái bài này nha. Thank you cả nhà rất nhiều luôn. Hai bên dồn bột vào chính giữa nhiều hơn nha. Đó, bột nó hơi chảy chút xíu, mấy anh chị dồn cái bột của mình nó ở trong nhiều hơn. Để bột nó dẻo lại đã, sau đó là mình mới bắt đầu là mình vuốt nha mấy anh chị ha. Thank you anh Tommy Nguyễn. Đó, Christine đang xài liquid silam nha mấy anh chị ha. Hiện tại là đang bị out stock nữa. Nhưng mà để Christine nhanh đó, lấy hàng về cho anh chị. Liquid làm cho bột rất dẻo nha anh chị ha. Rồi kéo bột của mình ra tới đầu móng luôn. Đó, mấy anh chị thương giúp Christine share nha. Thank you cả nhà rất nhiều luôn. Để anh chị nào mình cũng làm được cái design rất là dễ dàng á. Mấy anh chị có thể làm trên treo luôn nha mấy anh chị. Làm treo luôn nha. Làm manicure hay làm trên nền dip đều được hết. Mình chỉ cần đi cái treo chút thôi. Mình dùng treo để làm. Còn nhiều khi bột nó không có ra được giống vậy. Đúng không? Nhiều khi bột mấy anh chị làm ra không có giống vậy. Stilem Supply vẫn có chương trình là mình sale rất nhiều sản phẩm luôn. Hôm nay
thì cô xin làm cái này nên là mình chia sẻ cái này thôi. Ngày mai nữa cô xin đứng bán hàng. Ngày mai cô xin làm live bán hàng nha mấy anh chị ha. Tại không bán hàng là đói luôn. Nước sơn thường, nước sơn gel và nước sơn thường là mình giống nhau tới 90% nha. Đó, giống nhau là tới 90%. Màu gel của mình nó sẽ đi matching với cái màu deep nha. Và cái nước sơn thường nó matching với màu gel. Còn cái bột thì nó không có matching. Cái bột đắp thì nó không matching. Tại bột đắp là mình sẽ sử dụng là liquid ha mấy anh chị ha. Nên đừng bắt cái bột đắp mà nó đi chung matching với cái bột deep nha mấy anh chị. Bột đắp thì mình sẽ sử dụng là chất xúc tác, là cái liquid để mà làm cho cái pigment của mình nó tan. Mấy anh chị sẽ sử dụng là cái deep chai số 2. Đó, thì khi mà mình quét chai số 2 lên á, thì cái pigment nào nó nhẹ thì nó sẽ bám đầu tiên nhất. Đó, nó vừa nhẹ mà nó vừa mịn thì nó sẽ bám vô cái chai số 2 của mình nhiều nhất ha. Nên thì lúc đó thì cái màu nó sẽ tùy thuộc vào cái pigment nhẹ hay nặng. Vì cái deep số 2 nó không có tan. Còn khi mà mình qua cái phần đắp bột đó là nó tan. Nó tan hai cái pigment trộn chung với nhau, ví dụ màu này vậy nè. Đó, nó sử dụng là thêm màu green. Nên là khi mà nó gặp cái liquid nó mới bắt đầu tan. Và khi mà mình nhúc thì nó mới bắt đầu là hòa quyện với nhau. Đó, nó đi chung với nhau. Nên cái bột dip thì nó sẽ matching với màu gel nha anh chị ha. Rồi xong đó, độ matching của nó là lên tới 90% nha anh chị. Thường á mình đạt tới là 80% là thấy ngon rồi. Cái này mình tới 90% nha. Đó, bột rất dẻo nha mấy anh chị, bột rất dẻo nha. Đắp một cục, hai cục đều được hết mấy anh chị, thoải mái là mình đắp nặng bông được luôn nha mấy anh chị. Nặng bông thì thoải mái, thật vô tư luôn. Đó, màu rất đẹp nha mấy anh chị. Đây, mình đã xong cái design. Rồi xong bên này nữa ha. Đó, thế là cô Sinh đã xong cái design nha. Cô Sinh sẽ làm rất là nhanh để mà cho cái người khách của mình đi. Và thank you cả nhà đã theo dõi cái buổi live của cô Sinh nha. Chúc cả nhà thành công với cái bước làm trader nail rất là đơn giản. Cái này cô Sinh suy nghĩ rất là lâu để mà làm ra cái chai nail, để mà chia sẻ ra cái cách này, để mà làm ra để chia sẻ tới từng anh chị á. Nên anh chị giúp cô Sinh share nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Đa số anh chị sẽ thấy là làm chai nail là làm bằng bột đó, thì những cái đó rất là khó, nhiều cái những cái kỹ thuật rất là khó, nên là cô Sinh cũng tìm hiểu và mình làm những cái bước rất là đơn giản bằng chai loan để anh chị hơn. Đó, thì hy vọng cái like này sẽ là giúp anh chị tự tin hơn, giống như là kiếm được nhiều cách hơn, nhiều tiền hơn nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Và chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Đó, là cô xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và bấm nút giúp cô xin share cái like này ra. Thank you cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye và thank you cả nhà.